xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi với cái họa tiết giống như vậy ha các bạn ha. Nó gần giống như cái họa tiết caro, nhìn cũng rất là đẹp luôn con gà cưng luôn các bạn ơi. Đó, và cái kích thước của nó là 8 ha các bạn, 8, 28 và 30 ha các bạn ha. Rồi, mình cùng đi vào nguyên liệu ha các bạn. Nguyên liệu hôm nay thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái màu sợi dệt như vậy ha các bạn. Và mỗi màu thì các bạn sẽ chuẩn bị hai cuộn ha các bạn ha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một miếng căng vát để mình làm cái đế ha các bạn. Đó, mình nẹp vào cái đế cho nó đứng cái đế giỏ lên ha các bạn. Mình sẽ sử dụng kim móc số 3 ha. Rồi mình cùng đi vào chi tiết nha các bạn. Rồi trước tiên ha, các bạn sẽ đi cho mình tổng cộng là 17 bính ha các bạn. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 bính ha các bạn ha. Sau đó thì các bạn sẽ đi lại cho mình 16 cái mũi đơn ha các bạn. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và sau khi đi hết hàng thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha các bạn. Và các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 16 mũi đơn ra ha các bạn ha. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 mũi đơn ha các bạn ha. Đó, sau khi đi xong cái hàng này xong thì các bạn lại lên một bính và bạn quay sản phẩm lại. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tiếp 16 mũi đơn nữa ha các bạn. Và các bạn sẽ đi tổng cộng như vậy là 62 hàng giùm mình nha. Đó, rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi giùm mình 62 hàng nha các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được 32 hàng. À xin lỗi các bạn, sau khi các bạn đã đi được 62 hàng ha các bạn ha. Đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 và 62 hàng ha các bạn. Thì sau đó thì các bạn sẽ cắt một cái miếng căng vát ha. Đó, bằng với kích thước của cái miếng này ha các bạn. Và sau đó thì mình sẽ nẹp cái căng vát này vào để cho nó cứng cái đáy giỏ ha. Các bạn có thể nẹp một miếng căng vát hoặc là hai miếng căng vát đều được ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lên một bính ha. Đây các bạn sẽ lên một bính nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi ở ngay cái đỉnh này thì các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi ha. Hai mũi đơn vào chung một chân ha các bạn. Và đó, chỉ riêng những cái đỉnh thôi thì mình sẽ đi là hai mũi đơn vào chung một chân nha các bạn. Đó. Còn những cái chân khác thì các bạn chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình nha. Đó. Đó, các bạn sẽ đi mũi đơn như vậy. Đó, và chân nào thì các bạn sẽ đi vào chân đó. Đó, mình sẽ nẹp vào thôi, nẹp cái miếng căng vát này vào. Đó, cứ một chân nè, như vậy thì các bạn sẽ đi một cái mũi lên ha. Đó, các bạn cứ nẹp vào như vậy. Đó, cho nó cứng cái đáy túi của mình thôi. Chỉ những cái đỉnh thì mình mới đi là hai mũi vào chung một chân ha các bạn. Còn những cái mũi bình thường này thì các bạn cứ đi cho mình chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó về mình thôi nha. Đó, chân nào thì mình sẽ nẹp căng vát chân đó thôi. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi về mình nha.
Đây các bạn ơi, như vậy là mình đã nẹp xong được cái miếng căn vát này ha các bạn ha. Đó, cái chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi. Riêng đối với cái chân ở ngay đỉnh thì các bạn sẽ đi vào đây cho mình là hai mũi ha các bạn ha. Đó, cứ một chân dây cứ ở ngay đỉnh thì các bạn sẽ đi hai mũi ha. Đó, và như vậy thì mình đã nẹp xong được căn vát ha các bạn. Và tổng số mũi ở trên cái đáy này của mình là 160 mũi ha các bạn ha. Và qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha các bạn. Và chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó ha. Các bạn sẽ đi giùm mình một cái hàng mũi đơn nữa ha các bạn. Đó, chừng nào thì các bạn sẽ đi giùm mình ha. Đó, ở đây mình không thêm ha các bạn ha. Qua bốn cái đỉnh của nó thì mình sẽ không thêm nha các bạn. Đó, chừng nào thì các bạn sẽ đi chân đó giùm mình thôi. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Đó. Các bạn nhớ lưu ý là qua mấy cái đỉnh thì mình sẽ không thêm nha các bạn. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Rồi qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn ha, thì mình sẽ bắt đầu móc hoa văn ha các bạn. Đối với cái hoa văn này thì tổng số mũi của mình sẽ chia hết cho 8 thì cái hoa văn nó sẽ ra ha các bạn ha. Rồi trước tiên các bạn sau khi đi xong cái hàng này thì các bạn sẽ kết lại bằng một cái mũi trượt giùm mình ha. Và qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha. Rồi bắt đầu từ cái hàng này mình sẽ móc hoa văn nha các bạn. Đó, cái chân đầu tiên các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân trên. Qua cái chân tiếp theo thì các bạn sẽ đi cho mình cái mũi chân dưới ha. À, mũi chân thấp đó các bạn. Và qua tới cái chân tiếp theo các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân trên ha các bạn. Đó. Và qua tới cái chân này thì các bạn sẽ đổi màu giùm mình nha. Đó. Và tiếp tục qua tới cái màu trắng này thì mình sẽ đi lại cái mũi chân thấp ha các bạn. Đây, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Sau đó thì các bạn sẽ đổi màu ha các bạn. Như vậy là mình sẽ đi 5 chân đó ha các bạn. Đây mình sẽ đi 5 chân nè. Ha, một cái mũi chân thấp nè, chân cao nè, chân thấp nè, chân cao và chân thấp nè. Ha, như vậy là mình đã được 5 chân ha các bạn. Qua tới cái chân màu xanh này, tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình 3 chân ha các bạn. Đó, cái chân đầu các bạn sẽ đi cho mình cái mũi chân cao nè. Chân tiếp theo sẽ là một cái mũi chân thấp ha. Đó. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao ha các bạn. Đó. Và sau đó mình lại đổi màu trắng và lại tiếp tục. Mình sẽ đi 5 cái chân tiếp theo ha, giống y như vậy luôn các bạn. Đây, chân đầu mình sẽ đi mũi chân thấp nè. Tiếp tục mũi chân cao. Tiếp tục mũi chân thấp. Chân tiếp tới sẽ là mũi chân cao. Và chân tiếp tới sẽ là mũi chân thấp ha các bạn. Đó. Sau đó thì mình sẽ đổi màu và mình sẽ lặp lại đầu cái hàng đầu này đó. Cứ 3 mũi này các bạn, đó chân cao, chân thấp, chân cao. Sau đó sẽ đổi ra màu trắng ha. Tại thành là chân thấp, chân cao, chân thấp, chân cao, chân thấp ha các bạn. Và cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Rồi như vậy là qua tới cái hàng tiếp theo ha các bạn ha. Đây. Qua tới cái hàng tiếp theo thì mình sẽ gắn cái chỉ màu xanh vào ha các bạn. Và ở đây nè, hồi nãy mình có mũi chân cao nè, chân thấp và chân cao ha các bạn. Thì tiếp tục qua tới cái hàng này ha, thì các bạn sẽ đi qua cái chân cao này nè, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp vào đây ha các bạn. Rồi tiếp tục sẽ là một cái mũi chân cao ha. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao nha các bạn. Là ở đây mình sẽ đi được tổng cộng là 1, 2, 3, 4. Và ở cuối của cái hàng này mình sẽ còn lại một cái mũi màu xanh ở đây ha các bạn ha. Đó. Rồi sau đó ha các bạn, đây mình sẽ đánh dấu ở đây ha. Và tiếp tục ha các bạn sẽ đi cho mình cái mũi chân thấp màu trắng. Tiếp tục cái mũi chân cao màu trắng. Tiếp tục cái mũi chân thấp màu trắng ha các bạn. Và sau đó thì các bạn sẽ đi lại cái màu xanh ha. Các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao màu xanh. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp màu xanh. Tiếp tục mũi chân cao. Tiếp tục mũi chân thấp. Và tiếp tục mũi chân cao màu xanh.
Sau đó thì các bạn sẽ đổi chỉ ha các bạn, và các bạn sẽ móc qua màu trắng ha. Màu trắng này thì các bạn sẽ đi một cái mũi chân thấp nè, tiếp tới một cái mũi chân cao, và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp nha các bạn. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đổi chỉ màu xanh. Và tiếp tục mình sẽ đi một cái mũi chân cao nè, tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp nè, tiếp tới một cái mũi chân cao, tiếp tới một cái mũi chân thấp, và tiếp tới một cái mũi chân cao. Đó, như vậy là cái mũi màu xanh này của mình đó các bạn. Đó, các bạn sẽ đi đủ 5 chân là được ha các bạn. Đây, chân cao này, chân thấp, chân cao, chân thấp và chân cao. Còn đối với cái mũi màu trắng thì các bạn sẽ đi là mũi chân thấp này, chân cao và mũi chân thấp ha. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi nha các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là ở cuối của cái hàng này nè các bạn, cái hàng thứ hai của mũi hoa văn ha. Sau khi các bạn đã đi một cái mũi màu trắng nè, chân thấp nè, một cái mũi màu trắng chân cao và một cái mũi màu trắng chân thấp ha các bạn. Thì ở đây hồi nãy mình đã đi được là bốn cái mũi chân xanh nè ha, bao gồm mũi chân thấp này, chân cao, chân thấp và chân cao. Thì ở đây mình sẽ thiếu một cái mũi màu xanh ha các bạn. Đây nè, các bạn nhìn qua những cái chân khác nè, đó thì các bạn thấy là ở đây nó đều có 5 mũi chân xanh ha, là chân cao, chân thấp, chân cao, chân thấp và chân cao. Nhưng mà ở cái hàng đầu, cái hàng này mình chỉ đi mới có 4 mũi thôi, cho nên ở đây các bạn sẽ đi cho mình ở đây một cái mũi màu xanh, như vậy là vừa đủ luôn ha các bạn. Đó, vừa đủ là 5 cái mũi màu xanh nè ha, chân cao, chân thấp, chân cao, chân thấp và chân cao ha. Rồi riêng đối với cái hàng này ha các bạn sẽ trượt qua giùm mình 2 chân ha. Đó, để cho nó đi khớp với cái mũi luôn ha các bạn. Đây, một nè và hai chân ha. Đó, hai chân. Cái chân thứ hai này thì các bạn sẽ nối cái chỉ màu trắng vào giùm mình nha. Đó, các bạn trượt qua hai chân, nhưng mà cái chân thứ hai này các bạn sẽ đổi chỉ màu trắng vào ha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ đi vào đây cho mình. Đây, các bạn sẽ đi vào cái chân này cho mình một cái chân màu trắng, chân thấp ha các bạn ha. Đó, màu trắng chân thấp. Tiếp tục tới màu xanh thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao nè. Tiếp tục sẽ là tới cái mũi chân thấp nè. Và tiếp tục sẽ tới là một cái mũi chân cao nha các bạn. Đó, là xong cái chỉ màu xanh. Sau đó thì mình sẽ qua cái chỉ màu trắng, thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp ở đây. Đó, mũi chân thấp. Mũi chân thấp ở đây ha các bạn. Rồi sau đó mình lại nối cái chỉ màu xanh vào, và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao màu xanh nè. Cái mũi chân cao màu xanh. Tiếp tục sẽ là một cái mũi chân thấp màu xanh. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao màu xanh. Sau đó thì mình sẽ đổi chỉ màu trắng, và các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp màu trắng ở đây. Sau đó các bạn sẽ đổi chỉ màu xanh, và lại tiếp tục đi ba cái chân màu xanh ha các bạn. Đây, mũi chân cao nè, mũi chân thấp nè, và mũi chân cao nè. Đó, sau đó các bạn lại tiếp tục đổi chỉ và móc cái chỉ màu trắng ha các bạn. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình. Ở đây bây giờ thì nó đã khớp mũi rồi đó các bạn, cho nên là mình sẽ dễ dàng hơn ha các bạn ha. Chút nữa mình sẽ ráp hàng vào nó dễ hơn. Rồi, cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình nha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi tới cuối của cái hàng này ha các bạn, thì ở cái mũi trắng này nè, nó sẽ có một cái mũi trắng nè ha. Đó, cái một cái mũi chân thấp màu trắng ở đây. Thì tiếp tục các bạn sẽ thay chỉ ha, và các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao nè màu xanh. Tiếp tục một cái mũi chân thấp màu xanh. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao màu xanh. Sau đó qua tới cái chân tiếp theo ha các bạn ha, là mình cũng sẽ qua tới cái hàng tiếp theo đó các bạn. Đó, các bạn sẽ đi một cái mũi chân thấp ở đây ha các bạn ha. Đó, chân thấp ở đây. Tiếp tục sẽ tới một cái mũi chân cao ha, màu trắng nha các bạn. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp màu trắng luôn nha các bạn. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đổi chỉ ha. Đó, và tới cái khúc này thì cái hoa văn của mình nó đã đây các bạn, nó trùng khớp luôn rồi ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi tiếp cho mình. Đây, một nè, một cái mũi màu xanh chân cao ha các bạn, một cái mũi chân thấp màu xanh. Tiếp tục một cái mũi chân cao màu xanh. Tiếp tục một cái mũi chân thấp màu xanh.
tiếp tục một cái mũi chân cao màu xanh nha các bạn ha. Còn cái khúc mà ở đây giống như là nó giáp với cái hàng ở phía trước này ha các bạn ha. Đó, nó giáp với cái hàng ở phía trước nè, cho nên mình sẽ đi một mũi chân thấp, một mũi chân cao và một mũi chân thấp nè ha. Thì sau đó thì mình sẽ qua tiếp là một cái mũi chân thấp nè, chân cao nè, chân thấp nè. Đó, từ cái mí này nè là nó sẽ bắt đầu qua cái hàng mới nha các bạn. Đó là mình sẽ đi một mũi chân thấp nè, một mũi chân cao, một mũi chân thấp. Tiếp tới sẽ là năm cái mũi màu xanh ha các bạn. Màu xanh thì lúc nào mình cũng sẽ đi cái mũi chân cao trước, sau đó tới chân thấp, chân cao, chân thấp và chân cao ha. Rồi tiếp tới tới cái mũi màu trắng thì các bạn sẽ đi một cái mũi chân thấp trước nè. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Rồi sau đó mình sẽ đổi chỉ màu xanh. Và các bạn sẽ đi một cái mũi chân cao. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Tiếp tới một cái mũi chân thấp. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Thì sau đó mình sẽ đổi chỉ màu trắng và tiếp tục mình sẽ đi. Màu trắng thì các bạn sẽ đi chân thấp trước nè. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Đó, sau đó mình lại đổi chỉ. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ đi hết hàng này giùm mình thôi nha. Nè. Rồi ở cuối của cái hàng này các bạn, sau khi các bạn đã đi 5 cái mũi màu xanh này ha các bạn, đó chân cao, chân thấp, chân cao, chân thấp và chân cao xong, thì qua tới cái hàng tiếp theo các bạn sẽ thay cái màu trắng vào ha các bạn. Và các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp nè. Đó, lúc nào cái màu trắng cũng sẽ là chân thấp trước ha các bạn ha. Rồi tiếp tục sẽ tới chân cao nè. Sau đó sẽ tới chân thấp nè. Tiếp tục sẽ tới chân cao. Và kết thúc sẽ là một cái mũi chân thấp ha các bạn. Đó. Rồi tiếp tục tới cái màu xanh ha các bạn. Đó. Hồi nãy cái màu xanh mình đã đi 5 mũi rồi. Thì tới cái hàng này mình sẽ đi lại 3 mũi nha các bạn. Đó, các bạn sẽ đi một cái mũi chân cao nè. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp nè. Và tiếp tới sẽ là cái một cái mũi chân cao nè. Đó. Sau khi đi xong thì các bạn sẽ đổi chỉ màu trắng nè. Đó, và mình sẽ lặp lại nè. Một cái mũi chân thấp nè. Một cái mũi chân cao. Một cái mũi chân thấp. Một cái mũi chân cao. Và một cái mũi chân thấp. Đó. Thì sau khi đi xong cái hàng này thì các bạn sẽ thấy nó rất là giống ha các bạn. Nó gần giống với lại cái mũi hoa văn này nè. Đó, cái hàng đầu tiên của mình rồi nè. Đó, là ba cái mũi chân thấp dài nè. Đó, ba mũi chân thấp dài nè ha, màu trắng nè. Đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi nha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi tới cuối của cái hàng này các bạn, thì nó sẽ có những cái mũi như là một cái mũi chân thấp nè, màu trắng, một cái mũi chân cao màu trắng, chân thấp màu trắng, chân cao màu thấp, chân cao màu trắng và chân thấp màu trắng ha các bạn ha. Như vậy là 5 mũi màu trắng. Thì sau đó các bạn sẽ thay chỉ qua tới cái chỉ màu xanh ha các bạn. Thì ở đây thay vì các bạn sẽ móc là một mũi chân thấp, chân cao và chân thấp màu xanh, thì qua tới đây nó sẽ đổi hàng lại ha các bạn ha. À, qua đây nè, các bạn sẽ bắt đầu nó sẽ đổi hàng lại nè. Rồi ở đây các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao ha các bạn, màu xanh. Tiếp tới là một cái mũi chân thấp màu xanh. Tiếp tới một cái mũi chân cao màu xanh. Tiếp tới một cái mũi chân thấp màu xanh. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao màu xanh ha các bạn ha. Và ở đây mình sẽ đi 5 cái mũi màu xanh này các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ thay cái chỉ màu trắng ha. Và các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp màu trắng nè. Tiếp tới một cái mũi chân cao màu trắng. Tiếp tới một cái mũi chân thấp màu trắng. Sau đó thì các bạn sẽ thay chỉ ha. Đó, và tiếp tục các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao màu xanh. Tiếp tới một cái mũi chân thấp màu xanh. Tiếp tới một cái mũi chân cao màu xanh. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp màu xanh. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao màu xanh. 5 mũi ha các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ thay chỉ màu trắng và tiếp tục đi mũi chân thấp nè. Tiếp tục mũi chân cao.
và sau đó sẽ tới mũi chân thấp màu trắng đó. Và sau đó thì mình sẽ đổi chỉ màu xanh đó. Cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha. Và nó cũng sắp ra cái hoa văn rồi nè các bạn đó. Mình sẽ đi hết cái hàng, đi hết cái hoa văn này cho các bạn hình dung ra luôn ha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đi tới cuối của cái hàng này, các bạn là sẽ có ba cái mũi màu trắng ở đây ha, một mũi chân thấp, chân cao và một mũi chân thấp. Thì sau đó các bạn sẽ đổi chỉ qua cái chỉ màu xanh ha các bạn. Thì qua tới tiếp cái hàng sau thì các bạn sẽ đi nè, các bạn để ý thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ các bạn. Đây, cái hàng phía trước của mình đó ha, đó mình sẽ đi là năm cái mũi màu xanh đây ha. Thì qua tới cái hàng này các bạn sẽ đi lại ba cái mũi màu xanh như vậy, thì nó sẽ rất là khớp luôn ha các bạn. Đây, các bạn sẽ đi một cái mũi chân cao nè màu xanh, tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp màu xanh, qua tới sẽ là một cái mũi chân cao màu xanh nè các bạn. Và tiếp tới ha, các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp màu trắng nè đó. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình đây một cái mũi chân cao màu xanh nè, tiếp tới một cái mũi chân thấp màu xanh, và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao màu xanh đó. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp màu trắng, tiếp tục mình sẽ thay chỉ màu xanh vào, và các bạn sẽ đi một cái mũi chân cao màu xanh, tiếp tới một cái mũi chân thấp màu xanh, và tiếp tới một cái mũi chân cao màu xanh. Sau đó các bạn sẽ đổi chỉ ha, và mình sẽ đi một cái mũi chân thấp màu xanh, rồi tiếp tục sẽ là chân cao màu xanh, chân thấp màu xanh, và tới chân cao màu xanh. Tiếp tục thì các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân thấp màu xanh ha các bạn đó. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình thôi ha các bạn ha. Đó, tới đây thì mình đã ra được cái hoa văn rồi nè các bạn đó. Và cứ như vậy thì các bạn cứ lặp đi lặp lại, và các bạn sẽ móc tới hoài lên cao thì nó sẽ được cái thân nhỏ thôi ha các bạn ha. Các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã đi được cái thân giỏ này các bạn, đây mình sẽ đếm cái hoa văn thẳng lên ha. Ở đây có nửa cái hoa văn này các bạn ha, nửa cái hoa văn. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và ở đây mình sẽ có nửa cái hoa văn nữa ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cái hoa văn ha các bạn. Đó, sau khi các bạn đi được 8 cái hoa văn, ở dưới này có phân nửa và ở đây một nửa cái hoa văn này ha các bạn. Đó thì tiếp tục ha. Và ở trên này mình sẽ móc viền cho cái giỏ này ha các bạn. Ở đây thì mình sẽ đi mũi chân cao chân thấp và đi cái chỉ màu xanh không ha các bạn ha, để mình viền cái miệng giỏ ha các bạn. Đó, mình sẽ đi chân cao chân thấp nè và chỉ đi một cái màu xanh thôi. Đó, các bạn cứ đi mũi chân cao và tới chân thấp, rồi tới chân cao và tới chân thấp. Và mình sẽ đi tổng cộng là 3 hàng như vậy ha các bạn, để mình làm cái miệng giỏ ha. Đó, và cứ như vậy thì các bạn sẽ đi giùm mình ha, các bạn sẽ đi giùm mình 3 hàng chân cao chân thấp màu xanh không ha các bạn. Thì các bạn ơi, như vậy là sau khi các bạn đã đi được 3 cái hàng chân cao chân thấp màu xanh này ha các bạn, thì mình cũng xong luôn cái thành của cái túi ha các bạn. Đó, và như vậy thì mình cũng đã xong được cái túi rồi nè các bạn. Và tiếp tục thì mình sẽ qua móc cái quai ha các bạn ha. Đối với cái giỏ mà cái này thì nó tương đối là nó đứng cái giỏ này các bạn. Trường hợp các bạn muốn cho nó đẹp hơn thì các bạn có thể may lót thêm ở phía trong và may sạc bi tia ha các bạn ha. Tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái quay của cái giỏ này ha các bạn ha. Trước tiên thì các bạn sẽ đi giùm mình 5 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi lại giùm mình 4 bính, 4 mũi đơn ha các bạn. Đây 1, 2, 3 và 4 mũi đơn. Qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính và các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại. Các bạn tiếp tục, các bạn sẽ đi tiếp giùm mình một cái hàng mũi đơn thứ hai ha các bạn. 1, 2, 3 và 4.
Qua tới cái hàng tiếp theo thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính ha. Sau đó các bạn sẽ quay cái sản phẩm lại và các bạn sẽ đi cho mình một cái mũi chân cao. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp. Tiếp tới sẽ là một cái mũi chân cao. Và tiếp tới sẽ là một cái mũi chân thấp ha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lên giùm mình một bính. Mình quay sản phẩm lại. Và tiếp tục các bạn sẽ đi giùm mình một mũi chân cao. Một mũi chân thấp. Một mũi chân cao. Và một mũi chân thấp. Đó, sau đó các bạn cứ lên một bính, quay sản phẩm lại và đi một mũi chân cao, một mũi chân thấp, một mũi chân cao và một mũi chân thấp. Đó, tiếp tục các bạn lên một bính, quay sản phẩm lại. Đó, các bạn đi một mũi chân cao nè, một mũi chân thấp, một mũi chân cao. Và một mũi chân thấp. Đó, cứ như vậy thì các bạn sẽ đi tới cho mình khoảng là 56cm ha các bạn. Đây, cái cọng dây này thì nó dài khoảng 56cm ha các bạn. Và sau đó thì mình sẽ may vào cái túi xách của mình đây ha các bạn ha. Rồi các bạn ơi, như vậy là sau khi mình đã móc xong cái quai xách ha các bạn, thì mình sẽ may nó vào cái giỏ như vậy ha các bạn ha. Đó, nhìn cũng rất là cưng luôn các bạn ơi. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là một cái chiếc giỏ với cái họa tiết này ra ha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy chia sẻ video giùm mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất, cũng như là ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.